nhà Phật, tác giả Hoàng Quốc Hải, chương 20. Đêm ấy, nhà vua ở lại cung Nguyệt Minh với Kim Thiên Mai Hoàng hậu. Tự biết mình không còn trẻ trung nhan sắc như thời con gái 15-17 tuổi nữa, nên thi thoảng nhà vua ghé lại qua đêm, âu cũng là chuyện giọt nước cành dương, cũng là sự ân sủng mà hoàng thượng ban cho. Ngôi vị chánh cung, tức là hoàng hậu lập giáo đã rõ rành rành, chẳng ai tranh đoạt được. Con thì lập làm đông cung hoàng thái tử kế vị rồi, địa vị vừa cao sang vừa vững chắc. Mai hoàng hậu không còn gì phải phàn nàn nữa, không còn gì cao hơn nữa mà đòi. Có điều, con trai đã vào tuổi 15, đã làm tướng đánh đông dẹp bắc, có phủ riêng, có quân quyền, có tả hữu đang tập sự, để khi được nối ngôi thì việc điều hành bộ máy quốc gia đã quen thạo. Thế nhưng Mai hoàng hậu ngẫm nghĩ, mình mới có 31-32 tuổi, cái tuổi xuân vẫn còn hơ hớ, cơ thể căng tràn sức sống, vậy mà đêm đêm vẫn cứ một mình lẻ bóng. Nhiều khi tuổi xanh rạo rực khát khao có một người đàn ông ôm ấp cho thỏa lòng xuân, nhưng đâu có dám hé răng, có dám tơ tưởng đến một chàng trai nào, dù là một tên lính thị vệ. Khốn nỗi, 5-7 tháng mới được một đêm nhà vua ghé thăm. Gọi là một đêm, nhưng thực chàng đã tiêu hết dương khí với một cung nữ trinh nguyên nào rồi. Khi trở ra chàng mới chợt nhớ đến ta, nên ghé lại, và vùi đầu ngủ say như chết, trong khi ta cứ thắt thỏm chờ cho chàng tỉnh giấc. Cũng có khi gần sáng chàng mới trở mình quờ lên ngực ta và sẵn giọng: "Sao nàng đã vội mặc xiêm y?" Ta tủi thân nhưng không dám dỗi hờn. Cho tới khi chàng nhận ra chuyện khi đêm, chàng khẽ bảo ta trút xiêm y để chàng ban cho một chút khoái lạc vào lúc đêm tàn. Dù như thế vẫn là một diễm phúc, song ta phải nghiến răng ém nhẹm, không dám phối hứng cùng chàng như thời con gái, sợ nhà vua lại quở ta bạo dục. Nhưng đêm nay thì lại khác. Đêm nay nhà vua hoàn toàn là của ta. Chàng mơn trớn ta như hồi còn trẻ trung, chàng ôm ấp vầy nghịch, mà sao ta vẫn giá băng. Đành rằng ta không dám chối từ, nhưng sao ta không một mảy may rung cảm, không một chút khát khao, mà cảm như ta bị ép buộc, tuồng như ta bị một kẻ vũ phu cưỡng đoạt. Điều đó quả ta không lừa nổi nhà vua. Gần sáng chàng hỏi ta: "Có chuyện gì buồn bực mà đêm qua nàng thờ ơ với ta làm vậy?" Câu hỏi của chàng làm ta chột dạ, không biết thưa lại sao đây. Từ trước chưa bao giờ ta dám dối lòng mình, đành cứ sự thật mà tâu báo. "Xin bệ hạ mở lượng khoan dung. Thần thiếp không dám giấu, bệ hạ có nhớ đêm qua bên trại dâu tầm, có một người mặc quần áo nâu, đội mũ nâu như một ni sư đứng cạnh thiếp?" "Nhớ, ta nhớ ra rồi. Ta còn nhớ rõ người cung nữ ấy ngày trước nhan sắc rực rỡ lắm. Thế có chuyện gì làm nàng buồn?" "Tâu không phải việc của thiếp, nhưng thấy thân phận hậm hiu của người khác, thiếp thấy buồn. Có nhẹ nó là sự cảm thông của những người cùng giới, chứ thực cảnh ngộ chẳng có gì liên thông. Số là người cung nữ ấy đã dạy cung xin được xuất gia, tiền bạc mà nhà vua ban cho mỗi người sau khi tiên đế băng, với số tiền dành dụm trong cả chục năm qua, bà ta xin cúng cả vào chùa và xin được xuống tóc xuất gia. Bấy lâu nay đi lại với trại dâu tầm, thiếp biết thêm một điều thật là ghê gớm, rằng những người con gái nhan sắc được tiến cung, nếu không phải là con các bậc đại thần có thế lực, không phải con các bậc phú gia, thì dù nhan sắc chim sa cá lặn cũng không được vào hầu thiên tử." "Sao lại có chuyện ấy?" nhà vua ngạc nhiên hỏi. "Tâu, đó là do các vị trung quan sắp đặt. Nếu là con các vị đại thần, họ đã dâng con cái họ lên hoàng thượng, là việc thanh thiên bạch nhật, cả triều đình đều biết, không thể ém giấu được. Còn con cái các bậc phú gia, họ vừa dâng người vừa hiến của, khi nào cung họ lại có bạc, có tiền quà cáp hậu hĩnh cho đám trung quan, cách gì họ cũng được vào hầu thiên tử.
Còn các cung nữ nghèo, có đồng nào, có đồ trang sức nào đáng giá, đều bị các trung quan hứa hẹn bòn rút cho bằng hết, rồi bỏ mặc. Ấy là chưa nói đến các điều tệ hại hơn. Dạ tâu hoàng thượng, theo như chỗ thiếp nghe được những người trong trại kháo chuyện với nhau, thì gần hết số người này còn chưa được một lần diện kiến Long Nhan, nói gì đến chuyện hầu hạ gối chăn. Có người đôi lần nhìn thấy nhà vua qua kiệu hoặc xe tứ mã. Và cứ như thế, họ sống héo hắt cả cuộc đời, do động lòng trắc ẩn. Thiếp thấy đượm buồn, xin bệ hạ tha tội. Vua Thái Tông cau vầng trán, tỏ vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ đó là chuyện thật ư? Tâu thiếp cũng không dám tin đó là những chuyện thật. Tiếc thay, nó lại là sự thật. Nhưng chứng đều còn cả. Vệ chớ chúng cũng dám làm như thế với các cung nữ của ta sao? Xin hoàng thượng hãy bình tâm. Muốn biết sự thật cả xưa và nay, hoàng thượng hãy cho người tra xét. Nàng bảo ta phải làm gì để tìm ra sự thật? Tâu, bệ hạ muốn biết sự thật thì bệ hạ phải làm như không muốn biết, không cần biết. Hoặc giả mọi sự đều tốt đẹp cả, chẳng có gì phải phàn nàn. Giả Hoàng Quốc Hải. Thôi được, nếu ta cần biết, ta sẽ biết. Chuyện này nàng không nên thổ lộ cùng ai, để rồi ta sẽ có cách. Ta vẫn biết đám trung quan rất đáng tin, mà cũng rất đáng ngờ. Họ có thể trung thành như chó, mà cũng phản phúc như loài rắn độc. Nắm lấy bàn tay mềm mại của hoàng hậu đặt lên ngực mình, và với cử chỉ âu yếm vuốt ve, nhà vua đã làm cho hoàng hậu đờ đẫn nhũng mềm như thỏa 18 đôi mươi. Có nhẹ đã lâu lắm rồi, mai hoàng hậu mới được nhà vua ban cho ân sủng lớn lao này. Sau đợt mây mưa chăn gối, mai hoàng hậu cảm như nhà vua muốn chứng tỏ cho hậu biết rằng tình yêu nhà vua dành cho hậu vẫn mặn nồng tha thiết như xưa. Thả hồn vào tịch tịnh giây lâu, nhà vua hôn nhẹ lên đôi môi hoàng hậu và thủ thị rót vào tai nàng những lời dịu ngọt. Ta có nhiều hậu, nhiều phi tần mỹ nữ, nhưng chỉ có nàng là ta nặng nghĩa tao khang. Nàng ăn ở với ta thật là tận lòng. Song nàng không chỉ là chân tay của ta, mà ta còn muốn nàng phải là đầu óc của ta nữa kia. Vậy ý nàng thế nào? Tâu bệ hạ, đầu óc thần thiếp tối tăm hạn hẹp, sao mà hiểu được cao ý của bệ hạ? Nhà vua cười sằng sặc, ôm lấy hậu mà gì mà lắc. Nàng thật thơ ngây, thật đáng yêu. Ý ta muốn nói cái việc thường ngày trong chốn cung cấm, nàng thay ta cai quản thế là tốt. Nhưng ta còn muốn có những chuyện, những việc lớn hơn của triều đình, của quốc gia, mà với đầu óc bén nhạy của người đàn bà, nàng thấy hoặc chỉ mới cảm thấy, nàng nên nói lại với ta. Hoặc có những việc ngoài hậu cung mà nàng thấy ngang tai, trái mắt, nàng cũng nên nói lại với ta. Vậy chớ nàng có chịu không? Nghe nhà vua nói, mai hoàng hậu cảm thấy bối rối. Nhà vua đòi hỏi ở ta những việc lớn quá, mà theo như cha ta răn rất kỹ lưỡng rằng, nếu đàn bà mà can dự vào các việc triều chính, chẳng khác gì lũ gà mái gái gở. Nghĩ vậy, hậu ôn tồn nói: lòng bệ hạ yêu tinh thiếp bao la như trời bể, ơn ấy dẫu cắn cỏ ngậm vành cũng không hồ dễ mà báo đáp. Những điều bệ hạ vừa nói quả là thần thiếp minh minh không cảm nhận được. Xin bệ hạ cứ cho thần thiếp làm các việc nơi hậu cung như một người quản gia, là hợp với khiếu năng của thần thiếp. Hoặc giả bệ hạ có mở mang xưởng dệt cần người coi sóc, quả mai thần thiếp có thể làm được. Thái Tông cười độ lượng, lại hỏi một câu bâng quơ: vậy chớ trong thâm tâm có còn điều gì nàng cảm thấy cần nói với ta, nhưng nàng còn ngại phải trái, đúng sai nên chưa muốn nói? Thật tình ta chỉ muốn nghe được nhiều chiều, từ người dân lầm lũi nơi rừng sâu khuất lấp, đến đám quan lại chốn triều trung, từ những kẻ lang thang cơ nhở trên khắp các nẻo đường, đến chốn hậu cung, chốn thâm cung của triều đình. Có khi việc ở xa lại tỏ hơn việc ở gần. Vì thế ta muốn được nghe bằng nhiều tai. Nàng đừng sợ việc đúng, sai. Hứa với nàng,
không có điều gì nàng nói ra lại có thể gây hệ lụy cho nàng được. Ta còn có cả một bầy gián quan để ngăn ta làm các việc trái đạo cơ mà. Vả lại, ta đâu có phải kẻ vô tâm, kẻ vũ phu. Nàng nên nhớ, ta là vua của một nước, nhưng ta cũng là chồng nàng, là cha của lũ con. Hơn nữa, ta còn là một Phật tử. Thấy nhà vua nói lời thao thiết, Kim Thiên Mai Hoàng hậu thật sự mềm lòng. Nàng quyết bộc bạch những điều bấy lâu nàng hằng đau đáu suy tư. Bệ hạ, thiếp rất ngượng phải nói ra điều này, xin bệ hạ tha tội. Ấy là thiếp nghĩ đến thân phận những người cung nữ. Bệ hạ có cần nhiều đến thế không? Bệ hạ có đủ sức để ban ơn mưa móc cho mọi người không? Hay cũng có nhiều người suốt đời chưa được một lần chiêm ngưỡng dung nhan bệ hạ, nói chi đến việc hầu hạ gói chăn. Hiện nay số hậu và phi ở trong cung tới cả chục người, ngự nữ thì vài ba chục, còn nhạc công, ca kỹ có dư con số trăm. Điều thứ hai thiếp muốn nói tới các vị trung quan. Có một số người do thiên bẩm, một số người thì tự êm để được vào hầu hạ chốn quyền môn. Đây là những người hám lợi, hám danh, coi danh và lợi trên cả sinh mệnh của mình mà làm trái lẽ tự nhiên. Theo Phật dạy thì lợi là nguồn gốc của tham, còn danh là nguồn gốc của si. Kẻ nào chiếm đoạt danh và lợi là sân, mà tham, sân, si là nguồn gốc của vô minh. Tất cả xấu xa của con người đều phát xuất từ vô minh. Do vậy, nếu bệ hạ nuôi lũ người này là nuôi mầm họa. Vả lại, ta có cần đến từng ấy các vị trung quan không? Sao bệ hạ không luôn nghĩ tới cái danh tính Phật Mã mà thiền sư Vạn Hạnh đã đặt cho mình? Thái Tông vội ôm ghì lấy Mai Hoàng hậu mà lắc lắc hoài. Ôi, ta vừa vô tâm vừa đoản vị, thế mà nàng cứ còn phải băn khoăn. Chỉ có cái vô tâm vô nhiễm mới nói ra được những điều giản dị mà minh triết như nàng. Các bạn đang nghe truyện audio của diễn đàn Thiết Triều. Vua Thái Tông với vẻ hào hứng nói trước triều quan về công việc bình dẹp. Sau đó nhà vua nhắc nhở, qua nhiều năm đi đánh dẹp các nơi nổi loạn, ta nghiệm ra mấy điều sau đây. Một là tô thuế quá cao, triều đình bổ một, châu quận lạm bổ tới hai, ba, đến nỗi dân chúng đem hết số lúa cấy được qua mỗi mùa vụ, không đủ nộp cho quan. Hai là quan lại nhũng nhiễu dân, chèn ép bức bách dân, vô cớ gây sự, rồi buộc tội cho người dân, để bắt họ phải nộp bằng đủ mọi hình thức, kiếm cớ đẩy người dân lương thiện vào vòng lao lý. Ba là lấy quyền lực gây bè cánh thanh thế họ hàng, cướp hết các nguồn lợi của người dân, chặn hết các nguồn sống của người dân. Bốn là nhằm vào những khi giáp hạt mất mùa để cho vay nặng lãi, khiến người dân khánh kiệt. Năm là nhà nước đã tha tất cả các thuế ruộng đất cho dân, chỉ lấy tô trên đất của triều đình. Từng hạng ruộng đã có quy định rõ ràng, nhưng nhiều nơi nhập nhằn thu cả tô lẫn thuế, khiến người dân không còn muốn khai quang mở đất, không muốn chăm bón vào phần quốc điền nữa. Tệ hại nhất là triều đình quy định chỉ có 6 sắc thuế đánh vào những người khai thác các nguồn lợi quý hiếm của rừng và biển, như trầm hương, ngà voi, sừng tê là sản vật của rừng, ngọc trai, đồi mồi và muối là các sản vật của biển. Thế mà khi người dân tìm được trầm hương thì quan nha thu mất phần lỗi, trả cho họ phần rác. Săn bẫy được voi thì quan thu mất ngà, bắt được hổ thì quan lấy xương hoặc lấy da, bắt được tê giác hai sừng thì quan lấy sừng to, mò được ngọc trai viên nào to đẹp quan giữ lấy. Năm điều trên đều do quan lại tham nhũng gây ra, chẹn hết đường sống của dân, khiến họ phải nổi loạn. Vậy ta nhắn nhủ các khanh hãy nhớ nằm lòng năm điều ta vừa nêu để răn dạy các thuộc cấp. Trong cuộc bình dẹp vừa đây, ta phải gạt nước mắt mà hạ lệnh chém 3 con quỷ hại dân trên đảo Lâm Tây. Khai Hoàng Vương cũng phải cho chém tên Châu Mục Thường Tân. Đó là những việc cực chẳng đã. Sát nhân đâu phải là điều ta muốn,
Nhưng nếu không giết kẻ ác để cứu dân lành, còn phạm vào điều ác lớn hơn. Làm việc bất đắc dĩ đó, ta chỉ muốn răn đe những kẻ manh tâm làm ác. Ta chỉ mong mỏi và làm tất cả những gì có thể làm để muôn dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Muốn thế, mọi người phải có sự cảm thông và quan tâm đến nhau, phải loại bỏ tham, sân, si và cùng nhau đi vào đường đạo. Nói xong, vua ngẩng nhìn khắp lượt các triều quan và hỏi: Vậy chớ các khanh có điều gì cần tâu báo, cần bàn thảo thì đưa ra bàn thảo. Chẳng thấy triều quan nào nhúc nhích, vua bèn chỉ về phía thái sư Lương Nhậm Văn hỏi: Khanh cùng các vị phụ tá giám quốc với Phụng Càn Vương, hãy nói lại cho ta nghe về tư chất của hoàng tử. Thái sư nhõm người khỏi ghế, toan quỳ tâu. Nhà vua vẫy tay ra hiệu miễn lễ. Ta đã nói mà thái sư không nhớ sao? Các quan tại triều tuổi ngoài 70, khi vào chầu được ngồi ghế, tâu báo không phải quỳ. Ấy là ta giữ cái đạo tôn kính người cao tuổi để làm gương cho dân chúng trong cả nước. Thật ra từ lâu trong dân chúng đã có tục tôn kính người già. Nhiều vùng người từ 80 trở lên được làng phụng dưỡng, lại có cả đền thờ những người cao tuổi viên tịch, gọi là lão từ. Lão từ thường dựng trong khuôn viên của chùa làng, có bia khắc tên từng người, nói rõ năm sinh, năm mất, dòng họ và tóm lược vài nét công đức sự nghiệp. Ta rất tiếc cái thiện tục này lại không được người trong nước bắt chước mà nhân rộng ra. Đúng là muốn gây được mỹ tục, thiện tục thì trong làng hay chí ít là trong vùng phải có các bậc hiền đức để treo gương, đạo hạnh. Còn như quan lại chức dịch chỉ là một bầy tham nhũng, đục khoét, bòn rút máu xương, tủy não của đám dân lành như lũ cầy cáo, rắn rết, hùm beo, thì làm sao mà treo nổi tấm gương gì? Chợt nhớ đang hỏi bậc lão thần về tư chất Phụng Càn Vương, nhà vua bèn dục: Thái sư, ta nghe ông nói đây. Lương Nhậm Văn bèn đứng lên vái nhà vua hai vái rồi đáp: Tâu bệ hạ, ý tứ sau đây là ý tứ của lũ thần trong Tam Thái. Tam Thái, thái sư, thái phó, thái bảo là ba chức quan đầu triều đứng đầu văn ban. Về những ngày bệ hạ đi đánh dẹp Chiêu An, việc giám quốc tại kinh sư do Phụng Càn Vương nắm giữ có lũ thần phụ tá, mọi điều đều tốt đẹp cả. Lũ thần đã có biểu dân bệ hạ rồi. Nay nói về tư chất của hoàng tử, không nói thì bảo chúng thần giữ ý, mà nói lại có người bảo chúng thần nịnh bệ hạ. Nhưng quả thật hoàng tử đã được bệ hạ rèn dạy nghiêm khắc, tuổi nhỏ mà thông minh hiếu học. Ở tuổi hoàng tử mà con nhà thường dân còn sợ ma, tối không dám ra khỏi nhà, nói chi đến việc học hành, việc lưu thủ kinh sư. Xem ra kiến văn về trị bình của hoàng tử đã vững, hứa hẹn sẽ là một trong những cột trụ vững chắc của triều đình. Nhưng nếu vào thời loạn, Phụng Càn Vương phải trở thành một danh tướng lỗi lạc. Tâu bệ hạ, Phụng Càn Vương là một người đàng hoàng, văn võ kim thông, thông minh, can đảm, có khí chất trượng phu, bệ hạ khỏi lo. Khanh không còn gì để tâu báo nữa sao? Phiên chầu trước ta đã bảo khanh tâu bớt đi, nhưng khanh có những ba bản tâu đọc liền một lúc. Bệ hạ, thần còn một thỉnh nguyện nữa, xin bệ hạ gia ân. Được, khanh nói đi. Tâu, thần già yếu lắm rồi, theo hầu tiên đế từ ngày mở nước. Bệ hạ thương tình cho giữ chức thái sư, quan cao cực phẩm, mà tài năng sức lực nó lại chẳng chịu nghe thần, thành thử công việc có khi bê trễ, khiến bệ hạ phải phiền lòng. Tâu bệ hạ, chức việc này phải trao vào tay người có đức, có tài và còn trẻ trung nhiệt huyết, thì người ta mới dám xông xáo canh cãi, mới dám như Mạnh Tử nói là phải. Nhật tân hữu nhật tân, nhật nhật tân.
Vì vậy, xin bệ hạ hãy thương thần mà cho thần được nghỉ ngơi công việc để trở lại gia hương hưu trí, dưỡng nhạc. Ôi, Khanh đúng là một bậc trung thần, một bậc khai quốc công thần. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nước chứ không nghĩ đến thân. Ta vẫn có lòng trọng Khanh là ở chỗ đó. Thôi được, thế theo ý nguyện của Khanh, ta y tấu. Nhưng không phải chỉ nghĩ ngay được, mà Khanh phải đề cử cho ta một hai người xứng đáng như Khanh nói, để ta chọn vào chức vụ này. Bây giờ có một việc tuy không lớn, nhưng ta muốn hỏi ý kiến các Khanh. Việc nên thế nào cứ thẳng thắn nói, chớ đừng vòng vo, đừng sợ mất lòng hoặc được lòng ta, mà phải xem việc ấy nên hay không nên, đúng hay sai, lợi hay hại. Đó là một việc, một số việc ở hậu cung. Ta muốn hỏi viên tổng giám thừa có đây không? Một người gầy nhỏ hơi thấp, trán vô cổ rục, cằm lẹm, răng đã loáng thoáng cái còn cái rụng, da hổ dung, mũi tẹt, mắt ti hí, đứng lên nói giọng the thé: Tâu bệ hạ, có thần đây ạ. Khanh cho ta biết, hiện nay ta đã lập chính thức bao nhiêu hậu và phi rồi? Tâu bệ hạ, cả thể 11 vị rồi ạ. Hiện có bao nhiêu ngự nữ? Tâu mới tuyển được có 18 mỹ nhân tất cả. Ca kỹ, nhạc công, vũ công có bao nhiêu người? Dạ, môn tâu thánh thượng mới có 100 người thôi ạ. Nhíu đôi lông mày và hơi cao vừng trán rộng với vẻ suy nghĩ đăm đắm, bỗng với vẻ dứt khoát, nhà vua nói: Các Khanh hãy nghe ta nói đây. Sao các Khanh không suy xét? Hà Viên, Đỗ Sấm, Tả Hữu Giám Nghị, Đại Phu, các Khanh làm gì không can ta được một lời mà để đám trung quan lộng hành? Chúng muốn biến ta thành một hoàng đế quan dâm vô độ của nhà Lý chăng? Sao một mình ta lại nhiều hậu, nhiều phi tần đến thế, lại còn ban nhạc tới 100 mỹ nữ? Vậy chớ thiên hạ có bao nhiêu con gái đẹp, các người bắt hết về cung à? Để rồi các nhà có con gái đẹp phải lo che giấu như một thứ hàng quốc cấm hay sao? Để rồi dân hờn oán rủa nguyền ta chăng? Các Khanh há không thấy ngọa triều Lê Long Đỉnh vì sao mà mất nước? Vì sao dưới triều Long Đỉnh trăm họ lầm than, điêu đứng? Chỉ cần người đứng đầu trăm họ xa xỉ, dâm bồn, lập tức biến cả bộ máy nhà nước thành một lũ đàn điếm rong chơi, và để cho tiền ném vào các cuộc vui thú triền miên. Phải tìm mọi cách đục khoét của kho, rồi bóp hầu bóp cổ người dân. Vậy chớ các Khanh có muốn biến ta thành một tên hề trong lịch sử không? Triều thần im phăng phắc, ai cũng cảm như mình có lỗi. Tả Giám Nghị Đại Phu Hà Viên, Hữu Giám Nghị Đại Phu Đỗ Sấm đều ra quỳ trước ban tạ tội. Chúng thần nhu nhược không làm tròn trách phận bệ hạ ủy thác, xin bệ hạ tha tội chết và cho chúng thần được từ nhiệm về nhà làm dân. Cả triều quan đều ngơ ngác, không ngờ sự việc lại dẫn tới cơ sự này. Tất cả đều đổ xô nhìn về phía viên quản quan Phan Đức Thọ với ánh mắt khinh ghét. Viên tổng giám thừa mặt cúi gằm, cổ thụt lại, khiến ta thấy cái đầu y bé tẹo nhô lên giữa hai bờ vai, hệt như một con dải vừa bị vụt trúng đầu. Cái mặt hèn bẹt và trơ lì kia dường như cũng cảm thấy sấm sét sắp sáng xuống đầu y, rõ ràng là y đang chờ đợi. Thái Bảo Đào Xà Trung xuất ban, ông vái chào nhà vua hai vái rồi hạ: Tâu bệ hạ, việc này quan nội thị Phan Đường Liệt hẳn phải biết, vì rằng tổng giám thừa nằm trong nội thị cục dưới quyền điều hành của Đường Liệt. Giám thừa làm việc gì đều không thể qua mắt nội thị cục. Vậy việc này nội thị cục có được biết hay giám thừa tự ý điều hành, tự ý lộng hành? Nội thị Phan Đường Liệt lập tức xuất ban, ông vái nhà vua hai vái rồi nói: Tâu hoàng thượng, thưa các đồng liệt, tôi xin nói một điều, rằng tôi là tổng giám thừa Phan Đức Thọ đây chỉ là trùng họ chứ không phải đồng tông, đồng tộc, đồng hương, nên không có chuyện tư túi. Phan Đức Thọ cậy mình đã hầu hạ từ thời tiên đế, nay quyền biến ở trong tay, y lại càng hước ngạo không coi ai ra gì.
Y nghĩ rằng chỉ cần tuyển được nhiều người đẹp làm vừa lòng hoàng thượng thì mọi người không làm gì được y. May thay, hoàng thượng là bậc vua sáng chứ không phải là người hiếu sắc, nên đã kịp thời cảnh tỉnh. Nếu không, sự việc không biết sẽ dẫn tới đâu, sẽ như thế nào. Thiếu sư Lý Triệt cảm thấy nóng nóng giữa vành tai, ngoảnh lại thấy Trung thư thị lang Lưu Gia Trung đang nhìn xoáy vào mình, bèn hất hàm hỏi: "Ông nhìn gì ta dữ vậy?" "Ông là người trong hoàng tộc, lại là quan đầu triều, sao ông không lên tiếng?" Lý Triệt gật gật đầu rồi lập tức xuất bàn. Ông vái nhà vua rồi nói: "Xưa nay các triều đại suy vong đều có nguồn gốc từ lũ hoàng quan. Nhà Lê đến Lê ngoại triều thì đám quan hoạn lộng quyền quá lắm. Bọn họ chuyên dẫn nhà vua vào con đường thoái hóa, trị lạc, suốt ngày ca sang, thâu đêm hành lạc. Ngay giữa ban ngày, trong lúc thiết triều, bọn hề làm trò đến trơ trẽn, chỉ cốt gây cười để mua vui cho nhà vua. Vì vậy các đại thần tâu báo bất cứ một điều gì đều bị lũ hề bẻ quẹo đi. Chúng nói năng tục tiểu, khiến từ lời lẽ nghiêm cẩn đến ý tứ sâu xa đều biến thành trò cười trước sự nhào nặn xuyên tạc của bọn chúng. Tất cả các trò từ dâm ô đến trò gây cười khả ố đều do bọn quản quan bày đặt ra, không chỉ ở nước ta mà cả ở nước Tàu. Từ Tần, Hán đến Ngũ Quý, Đường, Tống, cứ hễ triều đại nào suy tàn y như rằng có bàn tay của lũ thái giám nhúng vào. Nhưng việc hoàng thượng đã chỉ ra việc làm khuất tất của tổng giám thừa Phan Đức Thọ, tưởng bệ hạ nên có quy chế hoặc trao cho phủ thái sư đặt thành quy chế rõ ràng để hoàng thượng y chuẩn. Giả thử như hoàng thượng lập bao nhiêu hậu, bao nhiêu phi, bao nhiêu ngự nữ, bao nhiêu ca công nhạc công là hạn giới. Tại sao ban nhạc chỉ kén thuần nữ? Đã diễn trò, đã ca hát thì phải có nam có nữ mới thành trò. Khi có quy chuẩn rõ ràng thì bên giám thừa cứ thế mà đôn đốc, phạm quy là phạm tội. Một điều nữa cũng xin nói thẳng, nhiều vị đại quan vì quá ưu ái hoàng thượng nên tìm mọi cách dân ái nữ, khiến hoàng thượng đôi khi rất khó xử. Các việc này nên trao quyền cho nội thị cục được phép sắp đặt, nhưng nghiêm cấm các quan đi lại giao dịch với nội thị cục. Còn việc luận tội giám thừa Phan Đức Thọ, xin hãy lấy thêm nhân chứng, nhưng không thể chậm trễ. Thiếu sư Lý Triệt vừa ngồi xuống thì quan Hữu Phúc Tâm Lý Nhân Nghĩa đã vội xuất bàn vái nhà vua rồi nói luôn: "Bệ hạ, những điều quan thiếu sư và các quan tâu là hữu lý, tất cả đều vì bệ hạ, vì sự trường cũ của triều Lý. Ngay giám thừa Đức Thọ cũng là đứng về phía bệ hạ, trung thành với bệ hạ đấy chứ. Nhưng y đứng về phía không có ánh sáng để khiêu gợi cái dục tính trong mỗi con người. Phía không có ánh sáng tức là tối tăm. Tối tăm là nguồn gốc của vô minh, là bạn bè với tội ác. Bệ hạ anh minh, lịch sử các triều đại thường để cho hậu thế bài học quý, rằng mọi sự lộn xộn đều bắt nguồn từ chốn hậu cung. Bệ hạ đã nhìn thấu sự việc nên sớm dẹp bỏ, thật là đại hồng phúc cho triều đình, cho dân nước." Nhà vua thật sự bất ngờ, vì sao mà các quan lại ghét bỏ đám thái giám đến như vậy? Đây hẳn không phải là sự ghen ăn, tức ở nhỏ nhen, mà tất cả mọi người đều ý thức về sự cảnh giới, lo chuyện dài lâu. Họ thuần là những người có nhân cách cao thượng, nhưng phải thừa nhận họ khắt khe. Thấy không thể để các quan dồn mãi bực giận lên đầu viên tổng giám thừa, mặc dù những điều họ nói đều đúng cả, vua Thái Tông tạm khuôn các việc lại như sau: "Hỡi các khanh, ta nghĩ đây là việc tế vi, dù sao nó cũng có quan hệ đến ta và dây dưa tới các việc trong hậu cung. Mà đã là hậu cung thì đều là đa sự, đa sự lắm. Vì vậy không nên bàn thảo nhiều nữa. Về số lượng hậu và phi cùng các mỹ nữ, ta quyết như sau: hậu và phi của ta đã lập tới nay là 11 người. Vậy quy chuẩn từ nay trở đi là chỉ có 11 người thôi.
số ngự nữ cũng đóng khung ở con số 18 người, nhưng kém thì được. Số người trong ban nhạc cung đình gồm nhạc công, ca công và vũ công. Ta thấy con số 100 là hơi nhiều, chỉ cần nửa hoặc già nửa số người ấy. Nhưng các ngón nghề phải tinh thông, đàn địch phải điêu luyện, giọng ca phải mượt mà, vũ điệu phải đẹp mà uyển chuyển. Nhà vua vừa dừng lại, tổng giám thừa Phan Đức Thọ vội lạch bạch xuất ban, y nói như liếu cả lưỡi lại. Lại Đức Kim Thượng đèn dời soi xét, còn hai bà nữa, còn hai vị đại quan đã có sớ dân bệ hạ, bệ hạ đã ân chuẩn. Vì bên Tư Thiên Giám chưa tìm được ngày tốt nên chưa làm lễ tấn phong, nhưng bệ hạ đã ban ơn mưa móc rồi ạ. Xin bệ hạ gia ân, việc này không thể trả lại người ta được đâu. Các quan quay nhìn nhau, cứ ngậm miệng, cắn răng lại mà nuốt tiếng cười vào bụng. Nên gương mặt y có vẻ khổ đau thật sự, nghĩ cũng thương tình. Vua bàn thánh ý: thôi được, ta y chuẩn cho lấy thêm hai người nữa. Vậy là số hậu và phi của hoàng đế là 13 người. Ta cấm người không được phép tự ý nhận người để kết thêm vây cánh bè phái. Triều đình không phải chốn bán buồn. Giọng nhà vua đanh lại với vẻ cương đoán. Các bạn đang nghe truyện Con Ngựa Nhà Phật của tác giả Hoàng Quốc Hải. Truyện do Alphabet và website hotmix.com thực hiện.